Rồi, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay ngày mùng 2 tháng 5 thì hôm nay em sẽ giới thiệu các bác loa karaoke nhé. Thì hôm nay em về được một số cặp loa rất là hiếm, hiếm khủng nhé. Đây, trước mắt các bác đây là hai cặp loa của hãng Jamsa. Như hàng này là hàng Mỹ các bác nhé. Rồi bên này thì một cặp loa Victor, cũng dòng loa full Victor. Hai cặp loa Beuner đều là loa karaoke các bác nhé. Rồi đặc biệt đó, đặc biệt hôm nay là có hai cặp loa Jamsa dòng T các bác nhé. Dòng T thì là cái dòng này là dòng trước, đời trước họ liên doanh với cái hãng của Mỹ các bác nhé. Mà củ bát đều là made in USA. Dòng này là chất hơn dòng sau này các bác nhé, dòng A nhé, dòng này dòng T. Và loa này cực kỳ hiếm các bác nhé. Rồi em sẽ giới thiệu chi tiết từng món một nhé. Bên trong này có hai cụm đẩy nữa, hai cụm đẩy các bác nào mua đơn bộ thì mua nhé. Rồi em sẽ đi chi tiết từng món một nhé. Em nên đi loa trước sau đến đẩy. Rồi cặp loa đầu tiên là cặp loa có tên model là Jamsa AT400 các bác nhé. Cặp này thì có cái chiều cao là 70, chiều rộng là 48 luôn nhá. Bát 40. Con này rất nặng. Hai cặp này đều nặng khoảng 60 kg cặp, cỡ khoảng 60 kg cặp nhá. Con này thì thùng là thùng nhựa ABS. Rất to luôn, bát 40 các bác nhá. Rất đẹp, hàng mới về luôn nhá, vừa mới về. Chiều nay em lên cho các bác luôn. Rồi em có một chiếc thì em sẽ có mở nội thất ra cho các bác coi nhá. Đây, đây là một cái bát này, củ từ này. Dòng này là cái dòng liên danh với Mỹ, một cái hãng của Mỹ nhá. Cái củ từ này là made in USA này Hoàng nhá. Jamsa là made in USA luôn nhá. Đó, made in USA. Và cặp loa này hình như chỉ có một bác bán thôi ở Việt Nam mình. Và cái bác đó cũng bán có cặp loa này luôn, còn lại rất là hiếm nhá, rất ít. Đây là một cái chép còi của nó nhá. Chép còi này thì có, nó là còi vuông 25 và chiều sâu rất là sâu luôn. Đó. Phân tần đầy đủ trong. Cặp loa rất là khủng luôn các bác nhá. Viền thì đây là viền vải tầm dầu. Viền vải tầm dầu các bác nhá. Bát 40. Bao các bác là ngay nhạc hát karaoke rất là hay luôn. Thùng này phía này là có những cẫng này để các bác khi mà bê loa đi là phải hai người khênh. Model là AT40, Jamsa AT40 các bác nhé. Bát 40. Ở dưới này là có một cái lỗ để các bác có giá này, để giá này. Con này công suất max tới 400W một cái, 800W một cặp. Đấy, cặp loa này rất là hiếm. Củ từ made in USA nhé, các bác nhìn này. Đó. Rất là hiếm nhá. Rồi cái cặp loa này thì bao đẹp, lưới đầy đủ hết, đẹp hết nhá. Đây lưới này, đó, lưới đó. Lưới sắt thì yên tâm. Lưới sắt, trong lưới sắt thì đa phần những cặp loa trong lưới sắt thì đa phần là lưới loa nó rất là đẹp. Rồi cặp loa số 1 này thì em giới thiệu các bác xem củ từ nó rất là to như vậy. Đấy. Giá của bên em là em công khai giá luôn nhá. Cặp loại này thì em công khai giá luôn cho các bác. Tiền nào của đó thôi. Giá 16 triệu cho cặp loa số 1 này. Cái giá này thì nói thật các bác là cũng chỉ bằng một cặp loa full của Trung Quốc thôi. Nhá, chỉ bằng giá một cặp loa full của Trung Quốc thôi. Như cặp loa này là thương hiệu Jamsa. Đó. Model này là dòng Jamsa thì nó là hàng nội địa Nhật, nhưng mà nó liên danh với Mỹ nhá. Nó những cái nội thất này đều của Mỹ nhá. Đó, rất là đẹp luôn, mới, giá 16 triệu. Thì nó chỉ bằng giá của một cặp loa full của Trung Quốc thôi. Nhưng mà nói thật là nếu mà hàng nội địa Trung Quốc thì nó vẫn hay thôi, nhưng mà đôi khi nhiều các bác không mua được nội địa Trung Quốc. Sợ lại nội địa Nhật tảo đó. Còn nếu mà full khoảng 15-16 triệu thì các bác mua, nếu mà bãi Trung Quốc thì vẫn hay thôi. Nhưng sợ là
nhiều 10 bác thì có thể chỉ có 5 bác mua được thôi. Đó, như cặp loa này nó rất là hay, cặp loa Yamsha. Rồi thì các bác biết là cái thương hiệu Yamsha này thì ở Việt Nam cũng có phân phối, có cửa những cửa hàng phân phối hàng mới nhá. Hàng mới thì chắc chắn là nó không phải là Make in USA đâu. Chắc chắn là không sản xuất không có cụ từ Make in USA đâu. Và giá của mỗi một cặp loa mà bát khoảng 30 thôi nha, hàng phân phối chính hãng bây giờ hoặc nhiều shop ở Việt Nam bán, giá không dưới 50 triệu không nhá, không dưới 5 triệu, chỉ cần bát 30 thôi. Đó, theo đây các bác thấy là cái cặp loa như thế này bán giá 16 triệu là rất là hợp lý nha. Còn dĩ nhiên là tiền nào của đó thôi, có nhiều bác bảo đắt quá, nhiều bác thì nếu mà các bác nào đã chơi được đến ngưỡng đó thì nó là giá bình thường nha. Đó, 16 triệu cho cặp loa số 1 đấy các bác nhá. Các bác nghiên cứu trong hãng Yamsha, những cái shop họ bán hàng mới bây giờ nhập khẩu chính hãng một hàng mới đấy, nhập khẩu chính hãng, nhưng mà chắc chắn sẽ không bao giờ có phụ từ Make in USA cả. Nhưng mà giá 30 cũng phải 45 đến trở lên, đó lại là 45 triệu trở lên, không dưới nhé các bác nhá. Có nào chơi qua dòng này biết nhá. Rồi em nói hơi nhiều cho nên này, các bác thông cảm. Cái cặp loa số 1 này Yamsha AT400 bát 40, có chiều cao 70, chiều rộng 48 nhé, chiều sâu chắc cũng khoảng 40 bốn mấy rồi đấy. Đó, nặng khoảng 60 kg một cặp. Đấy, các bạn nghe nhạc hát karaoke bao hay luôn. Đấy, mua những dòng này nó có giá trị nhá, chứ không như mấy cái dòng kia. Rồi 16 triệu nhá. Rồi sang tiếp sang cặp thứ hai. Cặp thứ hai có tên model là T512 các bác nhá. T512 có chiều cao 65, chiều rộng này là 44 các bác nhá. Đấy, đây là có những cái vặn này treo. Cặp loa này thì nó thiết kế một cái bát 30 vải tầm dâu. Thì cái này á, cái bát này nó hơi dơ tí bởi vì em mới về, em chưa có vệ sinh kỹ đâu, mới về chiều nay thôi, nó hơi dơ thôi, còn tất cả màng miếc các thứ rất là đẹp luôn. Đây là một cái chép còi nhá, chép còi gang luôn, cũng hai tròn là 25 25 27 đấy. Đó. Công suất nó là 300W một thùng 8 ôm nha. 300W một thùng 8 ôm. Có nghĩa là 8 ôm mà 300W là nó, nếu mà 6 ôm thì nó phải là rơi vào 400W nha. Đó. Đây, nội thất của nó đây ạ. Các bác nhìn thấy nó liên tưởng đến hãng nào không? Nhiều bác nói chơi nhạc rồi biết. Đây, Make in USA các nhá. Con này nó cái củ từ này nó liên doanh với hãng nó liên doanh với hãng AEV các nhá, của Mỹ ấy. Đấy, các bác nhìn cái củ từ này giống hệt cặp củ từ của AEV, có mấy dòng AEV nhá, trên đầu voi ấy, đó dòng AEV đấy. Đó, củ từ này, đây là hai hộp cái hộp phân tần nhá, nó nằm hộp trong này luôn. Đó, phía trong này thì nó có ba cái thanh giữ. Cái thùng kia là nhựa ABS nhưng mà thùng này là thùng gỗ ấy các bác nhá. Phía ngoài nó có dán cái nỉ. À cái nhựa, nhựa nỉ. Đó. Rất là hay luôn. Cặp loa này thì bát nó nhỏ hơn kia nhưng mà nó sẽ chất hơn. Các bác nhìn này, củ từ nhá. Con này củ từ thì lại của Japan. Bởi vì cái con này thì nó giảm ra nó sẽ liên doanh nhá. USA và Japan. Đó. Có thể đời sau này nó sẽ sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà nó vẫn là mấy cái củ từ của Nhật nhá. Đây là còi nhá, còi nhôm nhá. 25 lận nhá, 25 vuông luôn. Đó, Yamsha chính hãng luôn. Các bác yên tâm nhá, bao là zin tuyệt đối. Con này chiều nay mới về. Đấy. Đây Make in USA đàng hoàng. 8 ôm nha, 300W 8 ôm thì các bác nào cái biết là bạn dòng nếu mà 8 ôm thì nó rất là nhỏ, nó rất là nhỏ nhưng mà nếu mà so với 4 ôm thì so với 6 ôm thì nó khoảng 400W đó. Nó cũng nặng nhé, thùng này nó cũng nặng khoảng gần 60 kg một cặp luôn. Thùng thì cơ bản đẹp hết nhé, đẹp hết, những cái này trong bóc này là kim loại này, hơi bong sơn tí thôi, đẹp hết, cũng loa full. T52, Yamsha T52 các bác nhá. Lưới đầy đủ nhá. Lưới đây, lưới em mới bóc ra. Lưới này, cái lưới nhỏ hơn này.
thì sắt hết nhé. Những này là mới ấy qua nó vẫn gần dơ thôi, chứ tí loa đẹp lắm. Rồi cặp loa T512, Jamsa T512 các bác nhá. Củ từ Mark In West A. Đồng chuẩn, đồng xịn luôn. Đồng liên doanh mấy hãng EV nhá. Giá 14.500.000. Đấy các bác nghiên cứu nhá. Đây là hàng chính hãng chuẩn chỉnh luôn. Và với hàng bãi về, hàng bãi Nhật, nội địa Nhật về. Với giá này thì nó chỉ bằng, nếu so với giá mới giờ thì chỉ bằng 1/3, 1/4 thôi các bác nhá. Em có mở. Đấy, rất là khá luôn. Đây là con dâm, đây là con dâm xa 9220. Rất là gấu nhé. Con này chạy 16 sò 2 bit. Rồi con này 14.500.000 nhé. Cặp số 2 này T512 14.500.000. Đó, hai cặp loa này. Rồi sang cặp loa số 3. Cặp loa số 3 là cặp loa Victor. Cũng là full 25 nhé. À, 25 thùng nhựa. Con này Victor. Đây, loa Victor S553. Công suất 200. Đâu nhỉ? À dưới này, công suất 260W. Một chiếc nhá, 8 ohm. Loa bát 25. Lưới thì là lưới sắt rồi, cho nên là trong mở ra mới mở ra rất là đẹp luôn. Bát 25 nha các bác, karaoke gia đình tuyệt vời luôn, không phải nghi ngờ. Đây là một cái chép còi nhựa nhá. Thì trong này ra thùng thùng thì cơ bản thôi. Chỗ này nó bị ấy một tí này, mất nó bị mất cái vành này, nó bị bong mất cái vành này, nhưng mà nó không ảnh hưởng nha. Cái này chỉ chờm ở đây thôi. Còn lại thùng là thùng nhựa mà. Trên này thường nhựa ABS thì các bác yên tâm nhé, nó không bị thủng thiết gì cả. Cặp loa này thì bữa trước em hay bán dòng Victor lắm. Dòng Victor nghe rất là hay luôn các bác nhé. Nhìn tuyến loa thì bao xuất sắc luôn các bác nhé. 260W, 520W một cặp đấy. Không phải đơn giản đâu, bánh dữ lắm. Rồi model nó là S553. Ý là trùng thùng thì có chày nhé, nhưng mà thùng nhựa mà, hàng bãi thì chỉ chấp nhận thôi, nhưng mà nó hay các bác nhá. Rồi cặp loa số 3 ông Victor S553 bát 25, đồng full bát 25 các bác nhá, lưới sắt. Đây cái lưới sắt nữa đây. Đó. Giá 3,7 triệu các bác nhá, 3,7 triệu cặp bát 25 này, rất là hợp lý luôn. Con này đánh khỏe cực kỳ luôn các bác nhá, dòng Victor nghe bao hay, có hai lỗ hơi phía trước này. 3, mà con này cũng rất là hiếm các bác nhá. Nó có chiều cao khoảng 50. Đó, 325. Nếu mà cho lưới mà nhìn rất là đẹp á. À, lưới mà. Đó. Rồi 3,7 triệu cặp loa này các bác nhá. Hôm nay cũng chưa về, chỉ mới về chiều nay, mấy loa này là về tức chiều nay, thì hôm nay em muốn bán karaoke cho các bác, có bữa trước nhiều bác hỏi. Rồi. Cặp full Victor full 25 chép còi giá 3,7 triệu. Rồi sang đây có hai cặp loa dòng Bühner chuyên karaoke của hãng Bühner các nhá. Dòng này là V31, hai cặp này đều là V31 các nhá. Lưới đầy đủ giống nhau cả thôi. Cặp số 4. Đây bát 20. Đấy, bát 20 viền vải rồi. Chép thì chép xoay các nhá. Đấy, chấp xoay, chấp điều hướng được cũng nhá. Chấp này điều hướng được. Đó, chấp giấy, hai bên đều vậy nhá. Cùng một đôi luôn. Loa liếc còn cơ bản đẹp nhá. Dĩ nhiên nó cũng có chảy chút đỉnh thôi. Bởi vì dòng bãi mà, như thế này là đẹp lắm rồi. Công suất 150W nhá. Cái này nó ghi riêng như này. Cái này ghi là bát nó là 150W, còn chép nó là 150W. Đó. 8 ohm, con này 8 ohm thôi nhá. Đó. Đây là cài loa này. Dòng V31 các bác nhá. Chuyên karaoke của Nhật,
hàng Bimner thì nó hay rồi, không phải nói nhiều mà. Tuyến loa bao đẹp, lưới đầy đủ không nhá, lưới đầy đủ luôn, lưới có chữ logo đầy đủ luôn không nhá. Thùng vách thì không bị chảy một vài chỗ cày chảy ấy thôi, chảy để can thôi chứ không vấn đề gì đâu nhá. Thùng vách này vuông thành cái cạnh hết. Đấy, các bạn thích chuyên karaoke gia đình thì chơi con này. Giá hợp lý 3,2 triệu thôi nhá. Số 4 3,2 triệu. Số 4 3,2 triệu các bác nha. Rồi sang số 5. Để em coi cặp số 5 này sao nó lại. Đấy, trùng bên này. Rồi số 5 không nhá. Số 5 này. Chưa hiểu tại sao cặp loa số 5 này trùng bên ta. Rồi cặp số 5 này. Thì cái này thì em sẽ xem xét lại nhé, sao nó trùng bên nữa. Em coi lại sao nó Bimner. Rồi em chỉ bán đến cặp số 4 thôi các bác nhá. Cặp số 5 đã trùng bên để em xem trên kho cặp nào lấy ra, nếu bác nào mua em cũng còn nhé. Cặp dòng này thì về đang về nhiều các bác nhá. Nếu bác nào mua thì em sẽ kiểm tra nhé. Bởi vì 3 triệu 2 một cặp. Đấy, hai cặp đều giống nhau, 3 triệu 2 cặp em sẽ ấy bên cho nhá. Bởi vì bây giờ cho ra thấy trùng bên thì dĩ nhiên là nó bị kho rồi. Rồi số 4 3,2 triệu các bác nhá. Rồi sang giới thiệu về bao công suất, đẩy công suất các bác nhá. Đây là một cái cục dòng Jamsa 922 nhá. Các bác thường thì hay chơi với dòng 911 thôi, nhưng hôm nay là con 922. Con này thì nguyên bản về, em mới về chiều nay. Tuy nhiên là dòng này nó nặng thì những cái quai này là quai gần như là quai bảo vệ đấy, bảo vệ mặt này. Thì nó sẽ bị chảy xước các bác nhá. Còn mấy cả chỗ này này nó mới có miếng nhựa này, không sao nó mất miếng nhựa này. Như bao tất cả nội thất đẹp như mới đấy. Zin chạy 16 con sò 2 vít xong ken 2 vít luôn các bác nhá. Rất khủng luôn. 16 con. 16 con sò xong ken 2 vít nhá. Còn 2 vít này tương đương mấy con 7780D nó chạy 4 con này. Con này chạy mới 16 con. Đây. Công suất tổng công suất nó là 1180W, đánh từ 46 ohm, đánh riêng nó là 300W một kênh. Con này 922 các bác nhá, rất khủng luôn. Chơi cặp loa này bao hay, để cho bác làm về đây một kênh một nhá. Jamsa 922 dòng WP922 các bác nhé. Chạy 16 con sò, nội thất đẹp như mới. Mặt thì có chày ở cái quai này và mất cái miếng nhựa ở giữa này. Nhưng mà nó vẫn có cái lưới bảo vệ các bác nhé, thì không sao đâu nhé. Mất thấy. Rồi em bán 4,5 triệu, bình thường bán con này trên 5 triệu các bác nhé. Hôm nay sẽ bớt cho bác luôn. Còn lại 4,5 triệu thôi. Mà nội thất nó đẹp lắm, đẹp như mới vậy nhé. Các bác yên tâm nhé. 4,5 triệu thì không có đâu có giá đó đâu các bác nhé. 922 dòng Jamsa 922 4,5 triệu. Nắp lưng có nhưng nắp lưng nó hơi chảy suốt. Nó nào về sơn lại cũng được. Đó, hơi chảy bao giờ nó cũng vậy. Dòng này nặng. Rồi sang cái bao số 2 là con Victor. Đấy, con này Victor, các bác đánh mấy con Victor này thì bao được này. Victor này là đánh 4 kênh. Dòng
Victor A152 các bác nhá. Đó, đánh 4 kênh thì nó có hai volume riêng biệt này. Cái này đánh như là mono block ấy, bởi vì nó đánh riêng biệt, 4 tụ này nằm một vế này và cái ăng phô này cũng là hai vế luôn. Cái này thì đánh 4 con mỗi bên mỗi bên là 4 con sò 8 con, tổng cả 8 con các bác nhá. Tổng 8 con. Đó, 4 kênh. Này đánh hay rồi, đánh cặp loa tầm bát 20, các bạn đánh builder này hoặc cặp loa này thì bao hay không nhá. Nhập cái vang số vào. Hôm nay thì bán 3,2 triệu các bác nhá. Con này bán 3,2 triệu. Còn đẹp cái nhá, nội thất rất đẹp như mới luôn. Rồi. Đây tên model đây ạ. A152. Rồi vừa rồi em giới thiệu các bạn 4 cặp loa và 2 cục đẩy. Bạn nào có nhu cầu thì alo cho em nhá. Thì hôm nay em nói hơi dài chút bởi vì có một số hàng nó không có thông dụng lắm, bởi nó hiếm cho nên em nói nhiều chút các bác nhá. Đấy, tất cả giá cả em có nói trên đó rồi. Đấy, các bác nào nghiên cứu nhá, những bác nào chơi ví như là có nhiều bác bảo đắt, nhiều đắt với các bác thôi. Còn các bác ra cái hàng chính hãng mà cửa hàng chính hãng và mua thì những cặp loa này thì bác ối đâu rồi. Còn cặp loa này nó chỉ giá nó chỉ bằng cái cặp loa full của Trung Quốc thôi. Đấy. Thì tại sao nói Trung Quốc, nhưng nó thật sự là nếu mà hàng Trung Quốc nó vẫn tốt. Thật sự là hàng Trung Quốc vẫn tốt nhưng mà sợ các bác lại không mua được hàng Trung Quốc thôi. Bãi Trung Quốc thì tuyệt vời luôn. Karaoke nó là rất là tuyệt vời rồi, nhưng mà mỗi cái là sợ lại bãi thùng Hưng Yên loa thì loa tảo thôi. Đó. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhé. Bác nào có nhu cầu alo cho em, bên em thì có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship nhé, chuyển khoản hết là bao ship toàn quốc các bác nhé. Tất cả loa là nguyên zin như vậy nhé. Em về chiều nay thì loa lớn này các bác phải cọc nhiều hơn nhé, khoảng 4 triệu em mới đi hàng được nhé, 30-40 triệu đấy. Còn loa kia thì cọc em triệu là em đi hàng rồi nhé. Đấy em nói rõ luôn đấy, phải có cọc em mới đi hàng được các bác nhé. Các bác đến kiểm tra đấy, rồi giao tiền cho nhân viên giao hàng đấy, hoặc là bác nào chuyển khoản hết, kể cả các bác không có kiểm tra được thì em vẫn bao hàng đến nơi như em nói và chạy ok nhá, hát hò ok, bao zin nhá. Đấy, kể cả bác nào mà có chuyển khoản hết thì cũng vậy nhá, chứ không phải là bán xong là xong. Rồi cảm ơn tất cả bác nhá.